Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an thành phố phát hiện một vụ vận chuyển rùa chắn vàng. Đây là loài động vật quý hiếm nằm trong sách đỏ. Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Nguyễn Đức Dũng, 26 tuổi, trú tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội, đang có hành vi vận chuyển trái phép hai cá thể rùa chắn vàng miền Bắc. Khám xét nhà đối tượng Dũng, tổ công tác tiếp tục thu giữ 5 cá thể rùa các loại, trong đó có 2 cá thể rùa chắn vàng miền Bắc, 1 cá thể rùa chắn vàng miền Trung. Đây là nhóm động vật nằm trong danh sách đỏ động vật quý hiếm, bị cấm nuôi nhốt, buôn bán, vận chuyển trên thị trường.